thời trang, bền chắc và tiện lợi. Đầu giũa nhỏ gọn, nhẹ nhàng, êm ái là máy giũa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Luraco Pro 35K vinh dự được giải Reader Choice Award do Nail Technician trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ bình chọn. Quý vị đã có một kinh nghiệm vững vàng, một bàn tay khéo léo để có một bộ nail đẹp, hãy tìm mua cho được máy giũa nail thế hệ mới của Luraco. Sáng 25 tháng 6, 2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan mang số hiệu CVN-76 của Hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng, Việt Nam. Đây là tàu chủ chốt của nhóm tác chiến tàu sân bay 5. Chuyến thăm này đánh dấu lần thứ 3 một tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ năm 2018. Cho đến nay, USS Ronald Reagan cũng là tàu sân bay Mỹ lớn nhất đến thăm Việt Nam. Đầu giờ trưa cùng ngày, hai tàu hậu vệ chở thủy thủ đoàn vào đất liền để dự lễ đón tàu. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper chia sẻ chuyến thăm này đánh dấu một dịp đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, thể hiện cam kết chung của hai nước hướng tới một tương lai thịnh vượng và an ninh. Chuyến thăm thường lệ này nêu bật cam kết chung trong việc củng cố quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Trong khi đó, thì Đại tá Darrow, chỉ huy trưởng tàu sân bay USS Ronald Reagan chia sẻ, hơn 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan rất háo hức được đến thăm Đà Nẵng và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Ông và toàn bộ thủy thủ đoàn rất trân trọng cơ hội này, cũng như lòng hiếu khách của người dân Việt Nam. Ngoài các hoạt động trao đổi văn hóa và chuyên môn, các dự án phục vụ cộng đồng và thi đấu thể thao, cũng như là tiệc chiêu đãi, các thành viên của ban nhạc hạm đội 7 Hoa Kỳ sẽ có các buổi biểu diễn miễn phí cho thanh thiếu niên địa phương. Nửa Vòng Trái TV sẽ liên tục cập nhật các sự kiện liên quan đến chuyến thăm này. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.